Kính chào quý vị đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 17 năm 2020 cắt giảm đơn giản hóa 205 điều kiện thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương. Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức nhiều cuộc họp, đưa ra nhiều văn bản chỉ đạo cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí logistics nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giúp các doanh nghiệp vận tải vượt qua cơn bão dịch COVID-19. Mới đây nhất, ngày 28 tháng 3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp lần thứ nhất của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ những quy định của pháp luật đang làm khó hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, khiến doanh nghiệp vừa khó khăn khi dịch bệnh lại vừa khó khăn do thủ tục. Đó là những ví dụ điển hình nhất cho những nỗ lực của các bộ ngành và của Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, không chỉ trong giai đoạn đối phó với dịch COVID-19 mà còn là cả những giai đoạn sau để phát triển kinh doanh. Tiếp tục về đề tài môi trường kinh doanh, chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này phần 3 sẽ tập trung phân tích những nỗ lực rà soát pháp luật kinh doanh đang làm khó doanh nghiệp của Chính phủ. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, năm 2019 đã kết thúc với nhiều thành tích nổi trội về kinh tế và tăng trưởng. Mặc dù Việt Nam đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong các bảng xếp hạng quốc tế về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, nhưng tiến trình cải cách trong năm vừa qua được đánh giá là còn chậm, không có nhiều chuyển biến tích cực. Cắt giảm thủ tục và mặt hàng kiểm tra chuyên ngành thì không đạt được mục tiêu, cắt giảm điều kiện kinh doanh thì không ghi nhận những tiến bộ nào. Điều này đặt ra nhiều băn khoăn cho tiến trình cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam. Đến những tháng đầu năm 2020, mặc dù kinh tế đất nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19, nhiều gói cứu trợ của chính phủ đã được cam kết dành cho người dân và doanh nghiệp. Nhưng cùng lúc đó, chính phủ cũng không quên nhiệm vụ quan trọng là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp. Và đó thực sự là bước làm căn bản, đáng ghi nhận. Bởi nếu muốn giúp doanh nghiệp thì không chỉ là giúp họ về tiền bạc, mà quan trọng là giúp họ có được một môi trường kinh doanh thực sự thuận lợi để doanh nghiệp có thể tự mình vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển. Dịch COVID-19 đã tác động rất lớn đến tất cả các lĩnh vực của ngành giao thông vận tải với mức thiệt hại lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Trước tình hình này, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức nhiều cuộc họp, đưa ra nhiều văn bản chỉ đạo cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí logistics nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giúp các doanh nghiệp vận tải vượt qua cơn bão dịch COVID-19. Hàng hải là một trong những lĩnh vực chịu tác động lớn bởi dịch COVID-19 sau ngành hàng không. Số lượng tàu thuyền vận chuyển hàng hóa vào, rời cảng biển giảm 15%. Khách du lịch đi bằng tàu biển cũng giảm tới 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Vì vậy, Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải đã bãi bỏ, đơn giản hóa nhiều quy định về điều kiện kinh doanh, giảm chi phí logistics, đồng thời tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối cổng thông tin một cửa quốc gia. Đã cắt giảm được 6 thủ tục hành chính và đề xuất cắt giảm và đơn giản 7 thủ tục hành chính, đồng thời ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục cho tàu thuyền ra vào cảng. Dù tác động bởi dịch COVID-19 không lớn như các ngành khác, nhưng lượng hàng hóa xuất qua các cửa khẩu và vận tải hành khách của đường bộ đều sụt giảm từ 40 đến 80%. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương triển khai thực hiện nghị định và xây dựng thông tư hướng dẫn Nghị định số 10 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp hoạt động. Thông qua đó đấy, thì cũng đã tạo ra cái môi trường cạnh tranh một cách công bằng giữa các cái loại hình kinh doanh vận tải, ví dụ như là giữa cái xe hợp đồng với xe taxi, rồi giữa cái tuyến vận tải kinh doanh vận tải khách theo tuyến cố định với các cái xe kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng. Đó là những nỗ lực của Bộ Giao thông Vận tải. Bên cạnh đó còn phải kể đến Bộ Công Thương. Năm 2019-2020, Bộ Công Thương tiếp tục là bộ tiên phong hoàn thành việc cắt giảm điều kiện kinh doanh cho giai đoạn này với việc trình Chính phủ ban hành Nghị định số 17 năm 2020. Theo đó, cắt giảm đơn giản hóa 205 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Việc cắt giảm đơn giản hóa hơn 200 điều kiện kinh doanh của Bộ Công Thương cũng được đánh giá là khá thiết thực, trải rộng nhiều lĩnh vực. Trong đó,
cắt giảm được những điều kiện kinh doanh vốn dĩ được cho là không có cơ sở quy định để trở thành điều kiện kinh doanh. Ví dụ có thể kể đến như điều kiện kinh doanh, sản xuất, lắp ráp ô tô đã cắt bỏ các điều kiện vô lý như người phụ trách kỹ thuật các dây chuyền sản xuất, lắp ráp ô tô phải có trình độ đại học trở lên, thuộc ngành cơ khí, ô tô và có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô tối thiểu 5 năm. Có đủ nhân lực, phương án đảm bảo an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Đáp ứng đủ điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy, phương án chữa cháy theo quy định của pháp luật phòng cháy, chữa cháy. Có đủ các hồ sơ về bảo vệ môi trường đối với nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Nó có những cái quy định mà nó không xếp vào đâu trong các cái loại như vậy, nhưng nó ràng buộc các cái quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp và vô hình chung nó cũng tạo ra những cái gánh nặng về chi phí cho doanh nghiệp. Ta lấy ví dụ như là các cái chế độ báo cáo, thì nó không phải là điều kiện kinh doanh. Ta lấy ví dụ như chúng ta cứ yêu cầu doanh nghiệp định kỳ hàng tháng, hàng năm báo cáo vân vân, thì nó tạo ra những cái gánh nặng. Hay chúng ta yêu cầu đưa ra những cái quy định ràng buộc, mà nếu tôi nhớ ví dụ như trong cái nghị định về kinh doanh vận tải, chúng ta ràng buộc rằng là những cái xe ở tuyến cố định chẳng hạn thì không được đón trả khách tại thường xuyên tại một địa điểm quá 30% hay 50%, thì đó không phải điều kiện kinh doanh, nhưng nó là ràng buộc các cái nghĩa vụ, và vô hình chung nó tạo cho doanh nghiệp những cái gánh nặng. Và lần này thì chính phủ đã đang dự thảo một cái nghị quyết được gọi là nghị quyết bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định bất hợp lý tạo ra rào cản và gánh nặng cho doanh nghiệp. Rõ ràng việc xóa bỏ những điều kiện kinh doanh kiểu này cho thấy Bộ Công Thương cũng đã có nhận thức và cái nhìn toàn diện hơn về những loại điều kiện kinh doanh đang gây khó cho doanh nghiệp và những quy định không đáng là điều kiện kinh doanh. Bộ Công Thương thì chúng tôi đánh giá là triển khai sớm nhất. Bộ Công Thương là triển khai sớm nhất trong đó và có số văn bản được ban hành nhiều nhất trong năm nay. Nhiều nhất ở trong năm nay liên quan đến điều kiện kinh doanh. Trong đó có một nghị định chung, một nghị định sửa nhiều nghị định và 5 nghị định có quy định về điều kiện kinh doanh. Tất cả các nghị định do Bộ Công Thương soạn thảo thì đều được ban hành trước tháng 8. Tức là nếu mà so với tiến độ là Bộ Công Thương là làm sớm nhất. Tất nhiên thì về chất lượng thì chúng tôi sẽ đánh giá trong một cái hội thảo khác. Cái yêu cầu về bãi bỏ, tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không cần thiết, thì như thông tin theo dõi của chúng tôi hiện nay, chúng tôi thì cũng chưa có một cái thông tin chính xác và tổng hợp. Nhưng nếu như nhìn trên những cái gì mà đã đạt được trên thực tế thì đúng là tôi cũng nhắc lại là cũng rất đáng quan ngại. Thì duy nhất cũng mới chỉ có Bộ Công Thương là ban hành được cái, hoàn thành được cái kế hoạch rà soát và cắt giảm các điều kiện kinh doanh lần thứ hai. Còn lại các bộ, các cơ quan khác thì chúng tôi thấy rằng là chưa thấy thể hiện rõ một cái kết quả gì liên quan đến việc này. Có thể họ đang âm thầm làm cái gọi là rà soát, nhưng chúng ta phải hình dung là từ việc phương án rà soát đến đưa ra được cái kết quả thực sự, đó là cả một khoảng thời gian. Cùng với những nỗ lực của các bộ ngành thì trước đó, ngay từ những ngày đầu năm 2020, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng trong việc thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh, rà soát và cắt giảm các quy định của pháp luật về kinh doanh. Các bộ ngành sắp tới nếu như ban hành một thông tư mới thì phải bãi bỏ đi 2 thông tư cũ, hay là ban hành ra một nghị định mới thì phải bãi bỏ một nghị định cũ. Và mục tiêu ở đây là giảm bớt những cái số lượng quy định ở đây. Chúng ta phải hiểu là đây là cái cải cách mang tính chất bao trùm. Chúng ta không phân loại nó là quy định thuộc loại gì. Bởi vì cái kinh nghiệm của chúng ta cho thấy là trong cái đợt cải cách điều kiện kinh doanh vừa rồi thì nó có một cái hiện tượng là tôi tạm gọi là trốn hay là lách các yêu cầu cải cách. Đó là tự nhiên chúng ta thấy là dấy lên một cái tranh cãi rất lớn là khi rà soát và bãi bỏ điều kiện kinh doanh thì các bộ ngành luôn luôn nói thế nào là điều kiện kinh doanh. Và họ nói rằng là cần phải có cái chỉ dẫn cho họ thật rõ đâu là điều kiện kinh doanh để họ từ đó họ rà soát chỉ cái đấy thôi. Và họ chỉ bãi bỏ và cắt giảm trên cái thứ đó thôi. Thì chúng ta thấy hình dung ra là thế thì cái mục tiêu cải cách nó bị hạn chế. Có nghĩa là khi rà soát văn bản quy phạm pháp luật thì điều kiện kinh doanh là một. Nhưng cái khi mà cơ quan tham mưu ra cái nghị quyết 02 thì chúng tôi luôn nghĩ rằng là khái niệm về điều kiện kinh doanh không quan trọng, quá quan trọng một cách thực sự là chính xác. Vì khi rà soát các cái quy định pháp luật thì đó là điều kiện kinh doanh, hoặc là nó là nằm giữa ranh giới giữa điều kiện kinh doanh và không. Thì chúng tôi luôn hiểu là thế thì các bộ ngành nếu tích cực
thì cái gì mà bất hợp lý thì phải bãi bỏ, chứ lại đi tranh luận theo cái cách là chúng ta chỉ cố gắng làm sao rà soát những cái gì gọi là điều kiện kinh doanh thì chúng ta mới bắt bỏ, mới bãi bỏ. Và như vậy thì nó hình vô hình chung nó hạn chế cái mục tiêu và cái tác động của các cái chương trình cải cách. Thế thì lần này cái dự thảo nghị quyết của chính phủ là cải cách về bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh, đó là một cái cải cách tôi cho rằng là mang tính chất bổ sung và bao trùm. Tổ công tác đặc biệt này của Thủ tướng được thành lập với mục tiêu dự kiến cắt giảm 20% các văn bản đã ban hành thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ. Và cắt giảm ít nhất 20% chi phí hành chính tuân thủ quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh mỗi năm. Quan điểm chỉ đạo của kế hoạch là cắt giảm ngay những quy định là rào cản với hoạt động sản xuất kinh doanh và ngăn chặn việc phát sinh các quy định mới làm tăng chi phí cho doanh nghiệp. Với các quy định đang nằm trong luật, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội sửa đổi. Thì cái mục tiêu này nó cũng dựa trên những cái tôi tạm gọi là những bài học kinh nghiệm từ những cái cuộc cải cách trước đây. Bởi vì chúng ta cứ hình dung ra nếu như các cái chương trình cải cách mà không đưa ra được một cái con số mục tiêu cụ thể, mà cái mục tiêu đấy nó phải thực sự đo lường được cái tác động của cải cách mà nó tác động đến doanh nghiệp, thì như vậy cái chương trình cải cách đấy đôi khi không thành công và dễ bị ta tạm gọi là vượt qua. Tôi lấy ví dụ như chúng ta đã có từng có những cái cải cách mà chúng ta lấy ví dụ như chúng ta lấy cái mục tiêu là đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Thế thì trước đây chúng ta không đưa ra thêm một cái mục tiêu cụ thể gì đó, thì nhiều khi các bộ ngành hoặc các cơ quan có liên quan khi họ rà soát và thực hiện cái gọi là đơn giản hóa thủ tục hành chính thì đôi khi họ đồng nhất cái việc đơn giản hóa đấy với cái việc là sửa đổi các quy định pháp luật. Và sửa đổi quy định pháp luật thì chúng ta phải hình dung ra, và khi báo cáo lên là ví dụ như năm nay bộ tôi đã sửa 70% các quy định pháp luật về thủ tục hành chính và gọi đấy là đơn giản hóa, thì đôi khi trên thực tế nó lại không hẳn như vậy. Đôi khi chúng ta bỏ đi một, đôi khi lại có thể đâu đó lại thêm vào hai. Và như vậy thì cái việc các cái chỉ tiêu lần này thì chúng ta phải hiểu là chúng ta luôn luôn chính phủ luôn nghĩ ra làm sao tìm ra được một cái tiêu chí mà đo lường cái cải cách, mà nó để nó đảm bảo rằng cải cách đấy có thực sự là có tác động tích cực đến cộng đồng doanh nghiệp. Thì lần này đưa ra cái tiêu chí thứ hai là muốn gì thì muốn, anh muốn bãi bỏ ít cũng được, bãi bỏ nhiều cũng được, nhưng ít nhất đảm bảo về mặt số lượng. Nhưng thứ hai là những cái việc điều kiện quy định mà anh bãi bỏ phải thực sự là tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp, là phải cắt giảm được 20% cái gánh nặng về chi phí tuân thủ cho cộng đồng doanh nghiệp. Và như vậy nếu như anh bãi bỏ 50% vẫn chưa đạt được cái con số và 20% thì anh phải tiếp tục bãi bỏ. Năm 2019 kết thúc với nhiều thành tích nổi trội về kinh tế và tăng trưởng. Mặc dù Việt Nam đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong các bảng xếp hạng quốc tế về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, nhưng tiến trình cải cách trong năm qua được đánh giá là còn chậm, không có nhiều chuyển biến tích cực. Cắt giảm thủ tục và các mặt hàng kiểm tra chuyên ngành thì không đạt được mục tiêu. Cắt giảm điều kiện kinh doanh thì không ghi nhận có tiến bộ nào. Điều này đặt ra nhiều băn khoăn cho tiến trình cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam. Đến những tháng đầu năm 2020, mặc dù kinh tế đất nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19, nhiều gói cứu trợ của chính phủ đã được chính phủ cam kết dành cho người dân và doanh nghiệp. Nhưng cùng lúc đó, chính phủ cũng không quên nhiệm vụ quan trọng là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp. Và đó thực sự là một bước làm căn bản, đáng ghi nhận. Bởi nếu muốn giúp doanh nghiệp, thì không chỉ là giúp họ về tiền bạc, mà quan trọng là giúp họ có được một môi trường kinh doanh thực sự thuận lợi để doanh nghiệp có thể tự mình vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển. Hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn dịch bệnh cần phải tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh ngay cả khi không có dịch. Hỗ trợ doanh nghiệp về tài chính cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp, giúp họ có được một môi trường kinh doanh thực sự thuận lợi để doanh nghiệp có thể tự mình vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển. Nhiều chuyên gia đã khẳng định như vậy về tầm quan trọng của việc tiếp tục cải cách và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo những chương trình hành động mà chính phủ đã đề ra. Mời quý vị đến với những ghi nhận mà chúng tôi ghi nhận được về đánh giá về những nỗ lực của cải cách của chính phủ. Chúng tôi cho rằng là những cái cải cách hành chính trong những năm vừa qua ấy, và trong bối cảnh mà đại dịch này thì sẽ tác động rất lớn cho cái việc là
giảm bớt cái khó khăn cho doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính. Là gần đây chính phủ đã liên tiếp có những cái sáng kiến, những cái đột phá để mà thực hiện cải cách quy trình đầu tư theo tinh thần nghị quyết 35 và nghị quyết 102. Thay vì năm ngoái chúng ta thành lập các tổ công tác do một phó thủ tướng, năm nay chúng ta thành lập hẳn một tổ về thể chế cũng do một phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp dẫn đầu và sẽ thực hiện cái việc mà nhận diện, xử lý sớm, nhanh, trực tiếp, hiệu quả những cái vấn đề về thể chế. Đây là một đột phá mới, chúng tôi cho rằng là sẽ là một cái mô hình tích cực cần được duy trì. Và nếu làm tốt nó sẽ giúp chúng ta là xử lý nhanh, thậm chí tại chỗ, thậm chí tức thời những cái vấn đề về thể chế trong cái phân cấp thẩm quyền mà chính phủ được phép cũng như là cái tổ công tác đặc biệt này được phép. Một cái tổ cải cách về thủ tục hành chính để giải quyết những khó khăn doanh nghiệp, và cái này hiện nay đang vướng, có những cái giảm rồi nhưng mà lại tăng cái khác hoặc lẩn quất ở đâu đó thì cái đó không ổn. Cái thứ hai là phải giảm chi phí cho doanh nghiệp. Hiện nay chi phí logistics của chúng ta về vận chuyển vẫn cao hơn 1,3 lần so với các nước ASEAN. Rồi những chi phí bôi trơn vẫn chiếm mấy chục phần trăm của các doanh nghiệp. Sau khi mà Quốc hội đã định hình cái kinh tế bằng những chỉ tiêu đó, thì thường thường theo một cái chung ấy là năm nào chính phủ cũng ra những nghị quyết 01 và 02 để triển khai thực hiện. Chúng ta thấy đây là một cái mà cũng là những cái định hình của chính phủ để phát triển. Thế thì cả hai cái nghị quyết này tôi thấy là hàng năm nó đều phát huy tác dụng. Ví dụ như là phải cải thiện cái môi trường kinh doanh, hay là nâng cao cái năng lực đầu tư, hay là nâng cao cái năng lực cạnh tranh. Đấy là những cái đó. Mà những cái, hay là đặc biệt là cái cải cách hành thủ tục hành chính. Thế thì đặc biệt năm nay là thành lập một cái tổ riêng, một cái tổ để theo dõi. Thì ta thấy là cái bối cảnh trong cái thực tế hiện nay của chúng ta ấy, thì không ai nào tự tước bỏ cái quyền lực của mình, hay là tự lấy đá ghẻ chân, nghĩa là tháo dỡ những điều kiện, những rào cản để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, mà anh phải tạo ra những cái rào cản đó để anh tạo ra cái đặc quyền đặc lợi cho anh. Cái đấy gây khó khăn cho doanh nghiệp. Mà vấn đề này chính phủ đã nhìn thấy rất rõ, mà chính phủ đã yêu cầu một cách hết sức là quyết liệt, nhưng mà thực tế cái việc này triển khai và tiến hành còn rất là chậm. Cho nên đây là một vấn đề tôi nghĩ là trọng tâm cốt lõi chúng ta cần phải thực thi. Có nghĩa là gì? Ngoài cái nghị quyết 01 và 02 thì theo tôi vấn đề quan trọng nhất, chính sách và cơ chế chúng ta không thiếu. Chúng ta thì thiếu gì? Thiếu cái sự giám sát, cái thực thi nó như thế nào. Đấy là vấn đề quan trọng. Nếu mà giám sát và thực thi mà anh không thực hiện đúng thì phải có những biện pháp, có chế tài xử phạt một cách hết sức là nghiêm minh. Thực ra thì chúng ta thấy rằng là cái sự ra đời của cái tổ công tác cũng thể hiện một phần cái sự lo lắng. Tôi cho rằng là rất đáng ngại, quan ngại về cái việc thực thi nghị quyết 02 năm 2020 về cắt giảm điều kiện kinh doanh. Bởi vì chúng ta biết rằng là cái yêu cầu về cắt giảm điều kiện kinh doanh ấy, thì chúng ta đã thực hiện lần một. Theo tôi là dù sao đi chăng nữa nó cũng gọi là ở mức độ nào đó cũng thành công và tạo ra những cái tác động tích cực. Mặc dù nó như cộng đồng đánh giá là họ kỳ vọng nhiều hơn. Chính vì vậy mà mới có cái yêu cầu về cắt giảm điều kiện kinh doanh lần hai. Nhưng cho đến nay quan sát của chúng tôi thì tôi cho rằng là cũng rất đáng quan ngại về việc cắt giảm điều kiện kinh doanh. Như quan sát hiện nay thì rõ ràng là cái việc cắt giảm điều kiện kinh doanh nó đòi hỏi là một cái công việc rất lớn. Và nó đòi hỏi về mặt thời gian. Bởi vì nó không chỉ là việc rà soát, không chỉ là việc đưa ra các cái giải pháp, mà nó phải thực sự chỉ có tác động nếu như các cái kết quả và cắt giảm được ban hành dưới một hình thức là nghị định hoặc là luật. Ở đó tuyên bố là những điều kiện kinh doanh sau đây được bãi bỏ. Thì như vậy nó không thể diễn ra trong một cái thời gian rất ngắn. Và thứ hai, nó đòi hỏi rất nhiều những cái nỗ lực. Và đôi khi nó... Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình, và đừng quên chương trình Luật sư Doanh nghiệp được phát mới vào khung giờ 21:15 thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.